Em xin chào các bác nhé. Hiện nay là phiên của buổi tối ngày 13 tháng 5 năm 2023. Tối nay vườn lan Cường Thúy sẽ lên chia sẻ với các bác rất là nhiều mặt hàng mới cập bến tại vườn nhà em. Địa chỉ vườn lan Cường Thúy là ngõ 941 đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định. Các bác đặt hàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0981 550 768 giúp em nhé. Ngoài ra là nhà em còn rất là nhiều trâu khủng này. Các bác cứ kết nối Zalo, em sẽ chụp hình báo giá cho các bác nhé. Long lanh lên đây này, hàng nhà em về đây này. Đó. Nhiều lắm. Và đây em có một số cái mã trầm, em sẽ chia theo mã nhá. Trầm nhà em là trầm mắt viền nhá. Các bác nhìn này. Hoa nở thực tế đây nhá. Bên ngoài hoa nó còn màu, nó còn đậm hơn trên ảnh nhá các bác nhá. Mắt viền này các bác nhìn này, phê không? Đấy. Mắt viền này. Hoa nó nói để trầm thì hoa nó thơm lắm. Đây này, nó nở có mỗi mấy cái bông như này mà thơm cực kỳ luôn. Cái điều đặc biệt vậy. Điều đặc biệt là thí dụ như là cái hàng thân thòng ấy. Thế giả dụ như các bác về chăm cấy hay là làm sao mà nó bị thối ở giữa này. Đây nó thối ở giữa này. Nhưng mà cây nó vẫn tiếp tục, nó vẫn ra hoa đều nhá. Đấy các bác nhìn thấy chưa. Hoặc nó đã bị gập gốc nhá. Nó cái hàng này thân thòng ấy, khi mà các bác về các bác trồng ấy, lúc cái cây này nó lên dài này, các bác làm cho em cái que hay cái nẹp, các bác cố định vào thì nó sẽ không bị gãy gập cái gốc, thì nó không bị sao nhá. Thơm cực kỳ luôn. Em sẽ đánh mã này đầu tiên là một mã này là mã 69 này, gồm có hai bảng này. Các bác nhìn này, nụ này. Nụ chi chít nhá. Hai bảng này. Hai bảng này em để cho các bác giá là 260.000 nhá. 260.000. Em bao ship nhá. Hàng trầm này em cũng bao ship này. Tiếp đến là mã 14 này. Cũng nụ nhá. Ba thân nụ này. Mầm non đang lên nhá. Ba thân nụ này. Mã này em cũng để cho các bác giá 260.000 này. Này em. Tiếp đến này. Tiếp đến này, mã này là mã mã 38 này, 1 2 3 4 thân hoa, thân dài nhá. Mã này em để cho các bác giá 270.000. Mã 38 này. Đấy. Tiếp là mã 12 này. Mã 12 này. Nụ này, nụ cái này, toàn này, cái nào đầu này nó sẽ hơi bị, cái chỗ này nó thắt ngưỡng, nó bị gãy thối nhá. Nhưng mà đầu này nó vẫn ra hoa này, các bác nhìn này. Đấy. Mầm non này thì khỏi phải bàn luôn. Đấy. Mã này em để cho các bác giá là 240.000. Mã 12. Tiếp đến là mã 09 này. Mã 09 này, 1 2 3 ba thân hoa. Mã này này, mầm non này sướng cho các bác ơi. Cái hàng này nụ, cái hàng này thân nào nó cũng bộ mập nhá. Mà lá này các bác mấy nữa các bác chơi thân chơi lá nó cũng bao phê luôn cho các bác nhá. Đấy. Mã này là mã 09 này, em để cho các bác giá 260.000 nhá. 260.000. Thiên Nga nhà em vừa cập bến nhá các bác nhá. Bao la bát ngát luôn này, các bác nhìn này. Đấy. Nó hơi bị ngược sáng lắm là các bác nhìn nó không rõ. Đây. Hàng hôm nay em về nó có mấy màu này. Đầu tiên em cho các bác xem nó là màu vàng công chúa nhá. Đỏ rượu vang này. Màu cam này. Và cuối cùng là màu ngọc trai đen nha các bác nhá. Bốn màu. Ngọc trai đen này. Cam này. Đỏ rượu vang này. Vàng công chúa nhá. Đấy. Nói về cái dòng thiên nga này thì hoa cực kỳ là bền màu. Và cực kỳ là thơm. Chơi cực kỳ là lâu luôn nha các bác nhá. Đây này. Các bác nhìn củ cũ nó to như thế này này. Đấy. Củ cũ nó rất là to luôn. Mùa này cây nó bắt đầu nó đang đẻ. Nó có hai dạng cây. Một dạng cây là có, một dạng là một chậu nó có một cây. Một dạng là một chậu nó có hai cây. Thì hai cây nó sẽ nhỏ hơn các bác nhá. Các bác cứ lên lấy cho em sẽ bán kèm. Em cảm bán kèm. Đấy. Em lấy bán kèm là cả một chậu một cây, chậu hai cây nhá. Tại vì là các bác về các bác cứ trồng đi cho em. Nó sau này nó cây nó vài bữa nữa, bây giờ mầm non đang phát triển nó sẽ đẻ tiếp nhá. Em hôm nay em sẽ chia sẻ combo cho các bác này. Cầm hộ em với. 350.000 ba chậu. Ba chậu như thế này và em miễn phí ship cho các bác nhá.
350.000 ba chậu này. Có cái quai sách. Đấy. Đây các bác nhìn này, 350.000 được một ôm luôn nhá. Đấy. Em bán combo 350.000 ba chậu và em miễn phí ship. Đấy. Và cái hàng này các bác về mình về mình lên sang chậu cho em. Sang chậu để cho nó có đất để phát triển, nó sẽ đẻ con nữa mà. Các bác trồng vào giá thể là sơ dừa và vỏ thông giúp em nhá. Các bác sang chậu to giúp em thì cây nó phát triển này. 7 đến 10 ngày các bác vẫn tưới cho em cái phân bón và B1 thì cây nó mới phát triển, nó như người mình ấy. Ăn cơm thì có thịt, có tôm, có cá thì nó mới khỏe mạnh được. Hàng ngày thì các bác vẫn tưới nước nhẹ nhẹ bình thường cho em. Đấy. Em cho các bác xem này. Bao la bát ngát luôn. Giá cực yêu luôn nhá. 350.000 ba chậu. Và các bác lấy màu gì? Sẽ nói em này, em đánh giờ em gửi màu cho các bác nhá. Màu ở bên đấy là người ta đánh dấu hết vào chậu cho em rồi. Họ để riêng, họ đánh dấu hết vào màu vào chậu cho em rồi. Đấy. Em sẽ nhặt màu cho các bác nhá. Cực kỳ yêu luôn. Nói chung là cái chậu hai cây thì cây nó rất là nhỏ. Đấy, một cây thì cây nó to, nó khỏe hơn. Như kiểu đẻ nhiều con thì người nó con nó sẽ còi cọc ấy. Đẻ ít con thì con nó sẽ khỏe. Em có một ít cái dòng lan phi điệp giống Hòa Bình nha các bác nhá. Đây này, hàng này đang 100% thân nụ nha các bác nhá. Em cho các bác xem này, nụ chi chít nhá. Đấy, cái hàng này thì nó không rõ mặt hoa. Các bác về mua về mình có thể sổ mặt hoa. Cái mặt hoa và hàng phi điệp Hòa Bình này, nó rất là nhiều mặt hoa. Các bác mua về các bác sổ rồi nhá. Đấy, hàng này thì em bán giá siêu rẻ luôn. Mầm gốc, thật chậu nào mầm gốc nó cũng đang lên này. Đây các bác nhìn này. Đấy, em chia sẻ này các bác, siêu rẻ luôn. 290.000 bốn chậu như thế này. Nụ đang lên chi chít và em bao ship nhá. Đấy. Trong trường hợp các bác mua ghép đơn thì em mới đi một chậu, hai chậu. Còn em bán combo này, nụ chi chít nhá các bác xem này, rẻ chưa. 290.000 bốn chậu. Đấy, lại còn được bao ship nữa nhá. Hàng này trồng thuần về rồi, các bác về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Có móc sẵn đây rồi. Và mầm nụ này, nụ đang ra chi chít quá trời là nụ luôn nhá các bác ơi. Đây này, nụ này. Đấy, nụ đang ra chi chít để mầm non này. Yêu lắm. Yêu ơi là yêu luôn ý. Này thì cái dòng phi điệp thì hoa nó thơm lắm các bác ạ. Cực kỳ là thơm luôn. Nụ đây. Cây nào cũng chi chít nụ nhá. Chậu nào cũng chi chít nụ luôn. Nụ to nụ bé nhá. Đáng yêu lắm. Có 290.000 bốn chậu thôi. Và em miễn phí ship nhá các bác nhá. Giả hạc hoa hồng đỏ nha các bác nhá. Cái hàng này cũng là thuộc một cái giống cây của Đài Loan. Hoa của nó thì siêu thơm luôn. Thơm lắm cơ các bác ạ. Em cho các bác xem mặt hoa này. Siêu thơm, siêu đẹp luôn. Đấy. Năm ngoái nhà em ấy nở thơm lắm cơ. Chỉ có vài bông thôi mà nó thơm khắp vườn luôn. Cái hàng này ấy thì hoa nó ra vào tầm từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch. Đấy, các bác nào mà mình mà biết chăm sóc ấy thì hoa nó sẽ nở trúng Tết. Thì các bác cứ tầm tháng 10, 1, tháng 12 dương lịch này, các bác cắt nước đi cho em. Đấy, thì nó sẽ ra hoa và trúng Tết. Và lúc ấy các bác cắt nước thì các bác chỉ tưới vào cho em vào gốc thôi nhá. Các bác đừng tưới vào thân lá. Một chậu như này rất là nhiều mầm non nó đang lên. Và chiều cao cái mầm cây nó từ dao động từ 15 đến 30cm trở lên nhá. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác combo là 270.000 ba chậu như thế này. Em miễn phí ship nhá. 270.000 ba chậu em miễn phí ship. Và em đi đơn từ ba chậu. Trong trường hợp các bác nào mà ghép đơn thì em sẽ gửi cho các bác một chậu nhá. Đấy, hàng trồng thuần về rồi. Rồi các bác về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Đấy. Và cái hàng thân hồng này thì em cũng nói rõ là em đã để bịt giấy và em đóng băng dính vậy, tránh trường hợp và mình đi xa ấy, vận chuyển đi xa cho nó khỏi lung lay. Thì các bác về các bác cẩn thận dỡ giúp lấy cái kéo, các bác cắt cái băng dính này ra, các bác nhấc nhẹ lên giúp em nhá. Chứ các bác đừng cầm, các bác dứt là nó sẽ bật hết cả gốc lên nhá.
xanh mướt luôn, trông như là rau rau mầm ấy, ngon lắm các bác ạ. Này. Đáng yêu lắm. Đây là một cái dòng lan 5 cánh trắng mắt ngọc. Cái hàng này là giống Đài Loan nha các bác nhá. 100% thân tơ tít này. Các bác nhìn này. Và cái hàng này là ngọn nó sẽ nhỏ nhỏ xinh xinh thôi nhá. Nó không có ngọn mập. Cái giống cây này nó không có to mập được các bác nhá. Đấy, thân nó nhỏ nhỏ này. Một chậu như này. Nó có chiều dài nó trung bình từ 10 đến 20cm. Bây giờ mầm non nó mới đang lên nha các bác nhá. Đấy, em cho các bác xem mặt hoa này. Nói về cái dòng này thì mặt hoa siêu đẹp và hoa siêu thơm luôn. Đấy các bác nhìn này. Đây. Em cho các bác xem này, hoa nở thực tế tại nhà em đây. Đấy, nếu khi mà nó đạt được chiều cao ấy thì nó sẽ cao được tầm mét trên mét. Và nếu mà các bác thích thân to bụ ấy thì các bác cứ cho ăn nhiều phân thuốc. Thì nói chung là mình chăm sóc phân thuốc cẩn thận thì nó sẽ to bụ. Đấy. Còn hàng giống của nhà em mà nó đang nhỏ nhỏ xinh xinh như các bác nhá, tại vì nó là hàng giống mà. Đấy. Hàng này em sẽ chia sẻ với các bác giá là 310.000 combo 3 chậu. Em miễn phí ship nhá. Đấy. 3 chậu như thế này. Em miễn phí ship này. Và có một điều lưu ý như thế này. Khi em đóng hàng em gửi cho các bác đi xa, bao giờ em cũng bịt giấy và em dán băng dính ở đây, tránh tình trạng mình vận chuyển đi xa nó sẽ long dễ ra nhá. Nó long bật cái gốc ra. Khi các bác nhận hàng, các bác lấy cái dao các bác hoặc kéo các bác cắt cái băng dính ra và các bác nâng nhẹ lên giúp em, tránh tình trạng là các bác cầm về và các bác dứt lên này, thế là nó sẽ bật hết cả gốc lên, là nó không được đẹp như ý mình. 310.000 combo 3 chậu nha các bác nhá. 5 cánh trắng mắt ngọc chuẩn mặt hoa cho em, và hàng này là hàng giống Đài Loan nha các bác nhá. Hồ điệp lá mít đang có ngồng hoa nha các bác nhá. Trời ơi đẹp lắm, siêu yêu thương luôn. Đang có ngỏng này. Lá mít nha các bác nhá. Đấy. Hôm nay em về được hai mặt hoa. Đầu tiên là mặt hoa màu vàng lưỡi đỏ này. Sau thứ hai, mặt hoa thứ hai là mặt hoa hồng chớp nhá các bác nhá. Đẹp lắm. Cái mặt hoa này đẹp cực kỳ luôn. Và cái giá hôm nay em sẽ bán combo. Đây này, các bác xem này, nụ này, cây nào cũng có nụ nhá. Đấy. Em sẽ chia sẻ với các bác giá combo là 300.000 5 cốc. Đấy, 300.000 5 cốc phải em bao ship nhá. Thế này thí dụ các bác lấy màu gì thì, các bác alo cho em. Ví dụ như đây em lấy cho các bác hai cây màu này, hai cây màu màu trắng lưỡi đỏ và ba cây màu hồng chớp. Đấy. Đấy, tất cả đều có nụ nhá. 5 cốc như thế này mà em để cho các bác giá 300.000 em bao ship tận nhà cho các bác nhá. Đấy. Bao ship tận nhà luôn cho các bác này. Đấy. Và đối với cái mặt hàng hồ điệp này thì thi thoảng các bác ấy, đấy là thi thoảng nó có một chút cái lá đâu rồi. Đấy thi thoảng đấy nhá. Đấy là em nói thi thoảng, chẳng may nó có một chút lá là trong quá trình nó vận chuyển là nó xước xước hoặc nó gập gập một tí. Thế này em tìm còn chưa ra này này. Đấy, đấy là thi thoảng đấy nhá. Còn hàng nó nói chung là tiệu chung là rất là ok luôn. 300.000 5 cốc em bao ship, hàng đang nụ nhá. Đấy. Cái hàng hồ điệp này thì các bác về chăm sóc thì nó dễ thôi. Các bác đẩy cho em cái chậu này ra, đẩy cái cốc này ra. Này, các bác nhìn dễ nó đẹp chưa này. Các bác đẩy cho em cái cốc này ra thì xong là các bác cấy sang cái giá thẻ mới thì giá thẻ các bác cho với em bằng rêu rừng nhá. Rêu rừng hoặc là rêu chi lê chi liếc gì đấy cũng được. Và cái thứ hai là các bác tưới ít cho em thôi. Hàng ngày các bác tưới cho em nhẹ nhàng thôi. Cái này mà tưới nhiều là nó sẽ thối rễ. Thối rễ là nó sẽ lan lên lá, nó thối cả lá nha các bác nhá. Đấy. Hàng 7 đến 10 ngày các bác vẫn phải tưới cho em tí thuốc bổ vào nhá. Nó cũng như người mình ấy cũng phải cho một tí thuốc bổ vào. Em vừa cập bến được một cái lô đen rô ra ra. Hoa nhiều màu. Hàng này là xuất xứ ở bên Thái Lan các bác nhá. Riêng cái dòng đen rô Thái Lan, hoa cực kỳ là khỏe. Gọi là khỏe như lực sĩ luôn. Hoa khỏe này, thơm nâu tàn này. Mà ra hoa quanh năm nha các bác nhá.
nó có rất là nhiều màu hoa. Đấy, màu hoa thực tế đây em cho các bác xem này. Rất là nhiều màu luôn. Nó còn những một số cây nó chưa nở. Còn một số cây nó chưa mở nở nhá. Hôm nay em về cái hàng này là hàng cốc nhỏ nhỏ xinh xinh nhá các bác nhá. Hàng cây trưởng thành rồi nhưng mà cốc nó ít cây ấy các bác. Đấy. Hôm nay em về em sẽ bán combo cho các bác này. Em bán combo là 220.000, 10 cốc như thế này, bao ship. Đây một cốc thực tế của nó đây nha các bác nhá. Đấy, hàng tình trạng là hàng đang có nụ, đang có hoa. Và có một điều lưu ý như thế này, em chuyển hàng đi có hoa như thế này đi thì cho các bác là chẳng may là nếu mà nó có đóng gói mà nó có bị sứt sẹo hay nó gãy một tí thì các bác cũng hoan hỉ cho em. Tại vì cái hàng này hoa nó sẽ ra quanh năm mà. Đấy, 220.000, 10 chậu, 10 cốc như này về các bác ghép này, tha hồ ghép, em bao ship luôn nhá. Bao la bát ngát đủ các em, khi em nhặt hàng cho các bác em sẽ nhặt đủ màu cho các bác nhá. Nhiều lắm. Riêng cái hàng Denso Thái Lan này, hoa cực kỳ là bền luôn, cực kỳ là khỏe. Em giới thiệu tiếp các bác một dòng lan nữa, là lan này là đem lại phong thủy tài lộc may mắn cho gia chủ nhá. Đó là dòng lan quân tử nha các bác nhá. Hàng này lá mít lá nhăn này các bác nhìn này, bao phê luôn. Đấy. Nó còn lá xếp nữa nha các bác nhá. Hàng này nó sẽ có hai mùa hoa, một mùa hoa bắt đầu từ bây giờ trở đi và một mùa hoa chính Tết nha các bác nhá. Đây là em cho các bác xem một cây bông hoa mẫu này. Cái cây này là cây hoa bói của nhà em nhá. Và em bán cho các bác là tình trạng là cây chưa có hoa nhé các bác nhá. Đấy, bây giờ bắt đầu nó mới là đầu mùa. Mùa bắt đầu từ bây giờ và mùa chính Tết nhé các bác nhá. Cây này là cây lan quân tử đem lại tài lộc thịnh vượng may mắn cho gia chủ này. Các bác cây này về các bác có thể mình để bàn này, để ban công, phòng khách vân vân. Đây em trồng mẫu cho các bác xem một cây này. Này về các bác mua cái chậu sứ sang để trồng chậu gốm, trồng sang nó đẹp hơn nhá. Đấy. Lá xếp như thế này. Cây này thì cực kỳ là dễ trồng thôi. Về các bác trồng được các mình cho thêm giá thể là cái sơ dừa xay nhá. Sơ dừa xay đây cho em. Và em chia sẻ với các bác giá cực kỳ yêu luôn. Ba chậu như thế này em chia sẻ với các bác giá là 250.000 em bao ship nhá. 250.000 bao ship. Đấy. Cực kỳ là tài lộc may mắn luôn. Yêu lắm. Lá mít lá nhăn nhá. Và em nhắc lại một lần nữa là em giao hàng cho các bác là giao hàng chưa có hoa nhá. Đấy. Lá cực kỳ là xếp luôn này các bác nhìn này. Yêu lắm. Mình trồng cái này là rất là thu hút tài lộc đem về, nên tài lộc may mắn về cho gia chủ này. Em giới thiệu tiếp với các bác một mặt hàng nữa. Đó là Vanda lá xếp nhá. Ủa các bác nhìn này. Siêu đáng yêu chưa các bác ơi. Đấy. Hàng này trồng thuần rồi. Có móc treo sẵn rồi. Về các bác chỉ việc treo chơi thôi. Và cái hàng này một năm nó sẽ ra 3 đến 4 lần hoa. Ít nhất là trung bình nó sẽ có 3 mùa hoa. Có nghĩa là hết đợt hoa này đến đợt hoa khác. Các bác nhìn thấy bộ dê đáng yêu chưa. Hàng này hàng lá xếp nhá. Một chậu trung bình nó có 2 cây này. Đấy. Em cho các bác xem qua một số mặt hoa nhá. Hồng này, đốm này, tím đỏ, xanh blue. Đây ảnh nhà em chụp bên Thái này. Màu hoa rất là phong phú luôn nhá. Em cho các bác xem. Đấy. Màu hoa đẹp cực kỳ luôn. Các bác ưng màu nào thì nói này em sẽ nhặt màu cho các bác nhá. Hàng tình trạng là cây vừa hết hoa rồi nhá các bác nhá. Một chậu trung bình 2 cây như thế này. Em sẽ chia sẻ với các bác giá là 120.000. Đây. 120.000 một chậu. Có trung bình từ 2 cây trở lên. Và em đi đơn từ 3 chậu em bao ship nhá. Hoan hỉ. Đấy. Bộ rễ siêu đáng ngâu, yêu. Em đi đơn từ 3 chậu này. Hàng đẹp vô cùng luôn. Có một cái điều nho nhỏ như này. Trong quá trình vận chuyển cái cây này lá nó rất là giòn. Chẳng may thi thoảng nó có cây nó bị xước xước một chít chút. Đấy, chẳng may thôi. Em cũng đóng cố gắng đóng cẩn thận thì các bác cũng hoan hỉ nhận giúp em nhá. Tại vì cái hàng Vanda này lá nó giòn lắm. Siêu đẹp luôn. Về các bác có móc treo sẵn rồi các bác chỉ việc treo chơi thôi.
Đấy, em đi đơn từ 3 chậu nhá các bác nhá.